1.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày nghỉ lễ thứ hai. Giải cứu hai cụ già bị mắc kẹt trong đám cháy cửa hàng thuốc tây ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng theo chân phóng viên phụ trách chuyên mục miền Tây kỳ thú về Hậu Giang du lịch miệt vườn. Xuân Nghĩa và Như Nguyễn kính chào quý vị khán giả. Quý vị vừa đến với những thông tin nổi bật nhất trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Chương trình đã được phát sóng trên đài phát thanh và truyền Long An. Ngay bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị những hình ảnh mãn nhãn về màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và 137 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2023 tại thành phố mang tên Bác. Thưa quý vị, vào tối ngày 30 tháng 4, hàng ngàn người dân và du khách đã chứng kiến và trầm trồ khi những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và 137 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2023. Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho các gia đình cùng vào phố chụp ảnh, đặc biệt là cùng ngắm pháo hoa chào mừng ngày 30 tháng 4. Do đó, từ rất sớm, đã có rất nhiều người tập trung ở các khu vực ven bến sông Bạch Đằng để lựa chọn vị trí để theo dõi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi xem pháo bông vào dịp 30 tháng 4. Thấy cái không khí mọi người ai cũng háo hức chờ để được xem. Thấy mọi người ai cũng vui vẻ. Qua cái lễ 30 tháng 4 này thì thấy gia đình nó được gắn kết hơn là nhờ con cái cũng chở ba mẹ, háo hức chở ba mẹ đi xem. Rồi thấy cũng có những đứa cháu nó chở bà nó để đi. Thì thấy cái không khí 30 tháng 4 được đi xem pháo hoa gắn kết cả gia đình lại. Trẻ em nó cũng được dịp đi chung với bố mẹ, cũng được hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam. Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại hai địa điểm khu vực đường hầm sông Sài Gòn, Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 đã đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Đây là lần thứ hai ở lại Sài Gòn xem bắn pháo hoa, cảm giác thì cũng giống như ngày ban đầu, cảm thấy phấn khởi, háo hức, tinh thần nó được dâng cao trào hơn, yêu nước nhiều hơn. Pháo hoa tràn ngập màu sắc, tỏa sáng trên nền trời, không chỉ rực rỡ mà còn làm cho người xem phải trầm trồ, bất ngờ, thích thú. Tuy màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật chỉ kéo dài 15 phút nhưng đã góp phần đem đến một ngày lễ đặc biệt hơn đối với người dân cũng như du khách tại thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ kéo dài. Thời điểm này nếu như quý vị có dịp đến với Sơn La thì sẽ thấy những đồi cà phê bạc ngàn ở nơi đây như là những vùng tuyết trắng tinh khôi do hoa cà phê tạo nên. Những người dân ở địa phương cho biết họ say mê thưởng thức hương sắc của loài hoa đã trở thành thương hiệu. Check-in ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè và người thân. Vào mùa này, bản làng ở các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, thành phố Sơn La sáng bừng lên sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê. Loài hoa này đang đua nhau bung nở khắp các triền đồi, thung lũng, xen lẫn trong vườn cây ăn quả, tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo ở vùng cao Sơn La. Thường hoa cà phê thì nở vào thời gian vào tháng 2 đến tháng 4. Giờ nở rộ đẹp nhất thì tầm 2 đến 3 ngày. Như những bông tuyết trắng bung nở trên sắc xanh tươi của lá, hoa cà phê e ấp, từng cánh nhỏ trung rinh tỏa hương trong gió. Những quả cà phê non xanh bắt đầu nhú dần, kết thành từng chùm quả trên cây. Một điều đặc biệt chỉ có ở Tây Bắc, đó chính là màu sắc sặc sỡ của chiếc khăn biêu đội đầu duyên dáng và những bộ váy áo của người phụ nữ Thái thấp thoáng giữa những nương đồi cà phê. Ở vào lượng quả cà phê trên cành, người nông dân có thể nhận biết được năng suất của vụ năm nay. Những nương đồi cà phê đơm qua kết trái hứa hẹn tạo nên một mùa thu hoạch bội thu trong tương lai. Cây cà phê gắn bó với mình như là một người bạn thân. Năm nay thấy cà phê trắng xóa nở rộ khắp bản làng, mình thấy rất vui mừng và phấn khởi vì biết được rằng năm nay sẽ là một năm bội thu của bà con nhân dân. Cây cà phê được trồng tại tỉnh Sơn La từ những năm 1990, ngày càng chiếm vị thế là cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Từ năm 2017, cà phê Sơn La đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý,
khẳng định chất lượng và sự đặc trưng của cà phê được trồng ở vùng đất tươi đẹp này. Sau thời gian dài bến xe miền Đông mới gặp cảnh điều hiu, thì với hàng ngàn lượt hành khách tới bến xe này trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã khiến cho nhiều tài xế phấn khởi và cố gắng phục vụ hành khách tốt nhất. Ông Văn Hoàng nhiều năm làm tài xế chạy xe tuyến Sài Gòn, Phú Yên. Kể từ khi các chuyến xe chạy tuyến miền Trung, miền Bắc phải chuyển ra bến xe miền Đông mới, do còn nhiều bất tiện nên lượng khách cũng sụt giảm. Những người tài xế như ông Hoàng cũng gặp nhiều khó khăn. Nói chung thì nó cũng có nhiều cái bất tiện. Thì ở bến cũ thì mình còn cái chỗ nữa, mình tài xế đi nghỉ ngơi rồi được thoải mái hơn. Còn ra bến mới thì rộng rãi, nó thoáng, nhưng mà cái chỗ điểm nghỉ ngơi của tài xế rồi như nhà nghỉ, khách sạn rồi không có, thì nó ngủ tại hầm xe không, nó nóng chịu không nổi. Nó ăn uống rồi nó còn hơi thiếu thốn xíu. Vậy ở bến cũ thì quán ăn rồi ở trong bến thì rất là nhiều. Mình có thể mình bước vài bước thì mình có đồ ăn thôi, còn đây phải đặt xếp tới rồi hoặc là phải đứng đi ra ngoài cổng đi bộ rất là xa. Dù có một số bất tiện, nhưng mỗi dịp lễ khi những chuyến xe đầy hành khách luôn mang tới những niềm vui đối với các tài xế. Bởi vì dù phải vất vả hơn, nhưng nhờ vậy họ cũng có thêm thu nhập, họ cũng cố gắng để phục vụ hành khách tốt nhất. Đối với nhiều hành khách, trong bối cảnh vé máy bay thường tăng cao vào dịp lễ Tết, thì xe khách luôn là lựa chọn phù hợp khi giá vé hợp lý hơn. Đặc biệt, để phục vụ hành khách tốt hơn, nhiều nhà xe đã hỗ trợ khách qua điện thoại hoặc đặt vé online. Đến ngày đi, hành khách chỉ cần ra bến lấy vé rồi lên xe. Đặt có máy trước mấy ngày là có. Dạ. Giá vé thì nó cũng không có chênh lệch lắm so với ngày thường, tăng nhẹ thôi chứ không tăng nhiều lắm. Theo ban quản lý bến xe miền Đông mới, thì trong dịp lễ từ 28 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2023, dự kiến có khoảng 10.000 lượt khách tới bến xe miền Đông mới. Bến xe cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải tăng cường các chuyến xe ở những chặng có lưu lượng khách tăng cao. Đồng thời, bến xe miền Đông mới cũng phối hợp với các đơn vị như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông để tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn nạn xe dù hoặc đón trả khách không đúng nơi quy định. Thưa quý vị, trong chiều 30 tháng 4, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã thông tin về tình hình an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai. Theo đó, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 vụ so với ngày 29 tháng 4, làm chết 10 người, 8 người bị thương. So với cùng ngày lễ năm 2022, giảm cả về số vụ, người chết và bị thương, thưa quý vị. Trong ngày nghỉ lễ thứ hai, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 9.600 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã xử lý 3.430 trường hợp vi phạm. Theo ghi nhận, trong ngày 30 tháng 4, giao thông khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng, có phần thưa thớt hơn ngày thường. Các cửa ngõ giao thông tình hình di chuyển ổn định. Lực lượng cảnh sát giao thông bố trí tại các chốt ra vào cửa ngõ để đảm bảo phân luồng, ùn tắc khi có lưu lượng đông. Cũng vào chiều 30 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để làm rõ vụ xe gia đình phóng viên tuổi trẻ bị tạt sơn. Theo người phóng viên này chia sẻ, ngoài việc bị tạt sơn lên xe, bản thân ông và gia đình không bị đe dọa hay bị các hành động khiêu khích khác. Theo nhà báo TT, phóng viên thường trú báo Tuổi Trẻ tại Đắk Lắk, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, lúc đi công việc ông này về nhà ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Ông phát hiện chiếc xe của gia đình đang đậu bên hiên nhà đã bị kẻ gian tạt sơn đỏ kính nóc và đuôi xe. Ông đã báo sự việc đến công an phường Tân Lợi và công an thành phố Ma Thuột. Công an đã lấy lời khai ông T và cho biết trong cuộc sống gia đình không mâu thuẫn với ai, hàng xóm láng giềng cũng không có xích mích. Về công việc, ông T cho biết gần đây trên báo Tuổi Trẻ, ông có thực hiện một số bài viết liên quan đến nạn xây dựng trái phép ở đồi chuối, phường Tân Lợi và trại ngựa ở xã Cư Ê Bua. Dù quỷ hoại đất phá rừng ở buôn Com Leo, xã Hòa Thắng, thành phố Ma Thuột. Ngoài ra, trên báo Tuổi Trẻ cũng có các bài viết liên quan đến khai thác cát làm sạt lở bờ sông Crom Nô, huyện Crom Nô, khai thác đá lậu ở huyện Đắc Min hay phá rừng lấn hồ thủy điện Đắc Rửa Tích. Dù thu hồi nhiều nhà ở xã hội bán cho quan chức, dù giám đốc sở nhậu xỉn bị xử phạt tại Đắk Nông. Hiện công an đã lấy lời khai hàng xóm, trích xuất một số nguồn camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tiếp tục chương trình là một câu chuyện đáng chú ý khác ở tỉnh Hòa Bình. Khoảng 7 giờ sáng 30 tháng 4, anh Bùi Văn Sưởng là người làm thuê tại cửa hàng bán chăn ráp gối đệm ở tổ 13, phường Phương Lâm, đến làm việc thì phát hiện anh Dương Đức L
54 tuổi và vợ là chị Hoàng Thị Hải Hờ. Tên nhân vật đã được chúng tôi viết tắt 49 tuổi là chủ cửa hàng chăn ráp gối đệm, đã chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng qua thu thập của cơ quan công an từ người dân. Trước khi phát hiện hai người chết, hai vợ chồng chủ đại lý chăn ráp gối đệm đang làm ăn buôn bán bình thường, không có biểu hiện mâu thuẫn. Hiện công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã khám nghiệm hiện trường, tổ chức công tác điều tra. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa qua đã triệt phá đường dây lừa đảo làm giả giấy tờ, thuê ô tô tự lái rồi chiếm đoạt, sau đó rao bán trên mạng xã hội. Thủ đoạn tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi. Mời quý vị cùng theo dõi và nâng cao cảnh giác. Sắm ô tô mới nhằm cho thuê xe tự lái. Thế nhưng không được bao lâu, anh Đỗ Trần Duy Anh, 27 tuổi, trú thành phố Quảng Ngãi, hoảng hốt khi xe đang cho thuê, bỗng bị ngắt thiết bị đình chỉ, không liên lạc được với người thuê. Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ và điều tra cơ bản, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội, thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ xe, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Mở rộng điều tra, công an phát hiện đường dây hoạt động liên tỉnh và rao bán xe trên mạng xã hội. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ đối tượng Võ Công Minh, 28 tuổi, trú tỉnh Bình Phước. Đối tượng thừa nhận đã đặt mua giấy phép lái xe giả, căn cước công dân giả lên mạng xã hội, sau đó tìm kiếm dịch vụ thuê xe ô tô tự lái và lừa chủ xe cho thuê rồi chiếm đoạt xe. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi còn làm rõ đường dây các đối tượng mua bán xe gian trên mạng và đặt làm giấy tờ giả để sử dụng mua bán, gồm các đối tượng Trần Phương, ngụ thành phố Hà Nội, Bùi Ngọc Diệu Hương, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một đường dây chuyên nghiệp liên tỉnh, hoạt động khép kín, từ việc thuê đến làm giả giấy tờ rồi đi mua bán trên mạng. Bước đầu, đối tượng Võ Công Minh khai nhận đã thực hiện trên 4 vụ lừa đảo. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, còn tại tỉnh Cà Mau, sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua, chị NHQ, tên đã được chúng tôi viết tắt, 45 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, đến nhà của ông T ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tên cũng đã được chúng tôi viết tắt, để dự đám giỗ. Sau khi ăn giỗ, chị Quy di chuyển đi mời đám cưới thì có gặp và nói chuyện với Trương Văn Đấu, 38 tuổi, ngụ cùng địa phương với ông T. Lúc này, Đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Quy khi phát hiện trên người phụ nữ này có đeo nhiều vòng vàng. Nghi phạm đã lợi dụng lúc đoạn đường vắng không ai qua lại, ra tay bóp cổ nạn nhân đến tử vong. Sau khi sát hại, Đấu giấu thi thể chị Quy vào bụi sậy ven đường, rồi lấy nhiều tài sản có giá trị bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Chiều tối ngày 30 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ Trương Văn Đấu, 38 tuổi, ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Xin chuyển sang tin tức về vụ hỏa hoạn tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc chập tối 30 tháng 4. Theo đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời dập tắt lửa, cứu hai cụ già là vợ chồng thoát khỏi đám cháy ở quận 5. Về nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy này hiện đang được công an xác minh, thống kê và làm rõ. Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh PC07, khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại tầng 1 một căn nhà kết hợp kinh doanh thuốc tây trên đường An Bình, phường 7, quận 5. Lúc này ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc lên cao. Người dân tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. Khoảng 10 phút sau, PC07 phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 5, Công an phường 7 quận 5 điều động 8 xe chữa cháy và 45 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình dập lửa. 5 phút sau, đám cháy kịp thời được khống chế. Theo đó, kịp thời cứu được hai cụ già là vợ chồng ra ngoài. Quý vị, dù có kinh nghiệm lái xe lâu năm nhưng nhiều người vẫn thường có thói quen sai lầm khi dừng đỗ ô tô, như quên sử dụng phanh tay, mở cửa xe đột ngột dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đúng vậy đó, như Nguyễn, có thể nói mở cửa xe thiếu quan sát chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. Đoạn clip dưới đây ghi lại một tình huống tai nạn cũng bắt nguồn từ thói quen xấu này. Cụ thể, sự việc xảy ra trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn giao với đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Thời điểm đó, chiếc Mercedes màu đỏ vừa dừng đèn đỏ thì tài xế mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc nam thanh niên chạy xe máy từ phía sau lao tới, để cánh cửa ô tô va trúng, thanh niên ngã ra đường. Cú va chạm khá mạnh khiến người đi xe máy bị đau.
nhưng may mắn vết thương không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo dõi đoạn camera hành trình do ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại thì có thể thấy xe máy cũng là bên mắc lỗi. Nam thanh niên chạy xe máy đã chạy sai làn và đoạn giao cắt này cũng có biển cấm rẽ trái. Dù xung quanh vẫn còn chỗ khá rộng rãi, tuy nhiên người phụ nữ trong đoạn clip ngay sau đây đã chọn cho mình lối đi khó khăn nhất, khiến cho nhiều người khó hiểu. Không biết có phải là người thành công hay chọn lối đi riêng hay không ạ? Quý vị cùng xem clip sau đây nha. Cụ thể, trong đoạn clip có vẻ như người phụ nữ muốn dắt chiếc xe máy tay ga ra ngoài. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như người này chỉ việc lùi chiếc xe lại một chút là có thể khởi hành. Tuy nhiên, người này lại chọn cách dắt chui qua khe hẹp giữa chiếc ô tô và bức tường để rồi bị mắc kẹt. Một số cư dân mạng cho rằng có thể do người phụ nữ nghĩ rằng khe hẹp trên có thể đi qua nên không muốn quay xe bởi chiếc xe máy của người này khá nặng. Số người khác thì lại cho rằng do mải mê suy nghĩ chuyện gì đó nên người này dắt xe máy chỉ theo phản xạ. Liên quan đến trộm cắp là hình ảnh vụ việc vừa xảy ra tại thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy sự ngang nhiên, táo tợn của đạo chích. Theo đoạn clip camera an ninh và phản ánh của chủ nhà cho thấy có hai gã trộm đột nhập vào khi chủ nhà bên trong. Cả hai ngang nhiên vào các phòng mở tủ lấy túi xách lục lọi tìm tài sản giá trị để lấy. Điều đáng nói là khi chủ nhà phát hiện, các đối tượng không sợ mà còn đe dọa lại. May mắn những người trong gia đình không gặp nguy hiểm. Tiếp theo chương trình là vụ cướp giật túi xách xảy ra trên đường Hùng Vương, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tên cướp đã phải trả giá đắt cho hành động xấu xa của mình. Theo đoạn clip do camera an ninh bên đường ghi lại, lúc này một đối tượng chạy xe máy áp sát hai cô gái định giật túi xách, nhưng không ngờ đối tượng bị té ngã trượt dài xuống đường. Bất chấp đau đớn, đối tượng dựng xe leo lên tẩu thoát. Hai cô gái sau đó cũng lấy lại được túi xách. Thưa quý vị, nhiều nhà vườn ở Hậu Giang hiện đang tận dụng rất tốt lợi thế từ những vườn cây tươi mát để khai thác du lịch. Từ vườn dừa xanh mướt, vườn dâu da chín rộ được tận dụng để du khách đến tham quan chụp ảnh và trốn cái nắng oi ả của mùa hè. Cách làm này không chỉ mang lại thu nhập cho bà con, mà còn tạo tiềm năng phát triển du lịch miệt vườn ở địa phương. Mời quý vị cùng Miền Tây Kỳ Thú về Hậu Giang trải nghiệm du lịch miệt vườn ngay sau đây nha. Tận dụng diện tích gần 2 hectare với không gian thoáng đãng nhờ bóng mát của hơn 300 cây dừa, chị Trần Ngọc Diệp Thùy đầu tư thêm các hạng mục để khai thác du lịch. Hiện tại, nơi đây thu hút cả trăm lượt khách mỗi ngày đến trúng cái nắng oi ả của mùa hè. Không chỉ chăm sóc vườn dừa cẩn thận để có những cây đẹp cho khách tham quan, chụp ảnh, hệ thống mương cũng được chị dọn sạch, thả thêm cá và bố trí xuồng để khách có thể bơi tham quan vườn dừa. À, em mở ra một cái không gian cho mọi người vui chơi mát mẻ mà nó rất là trong lành luôn anh. Dạ, từ ban đầu thì em cũng không nghĩ là được mọi người ủng hộ và khách đến thì rất là nhiều. Em thấy là vượt sự mong đợi của em. Vừa cái hoạt động vui chơi giải trí, bên cạnh đó thì cũng là một cái sân chơi bổ ích cho những đứa thanh thiếu niên để giảm bớt cái tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó thì cũng là phát triển của địa phương để là một cái điểm đến, là cái điểm dừng của các cái khu du lịch lân cận. Thì hướng tới thì cũng địa phương cũng kết nối với các cái địa phương lân cận để làm sao mà kết nối những cái sản phẩm tinh thần này là để cho bà con biết nhiều hơn nữa và gắn kết nhiều hơn nữa. Thời điểm này, nhiều vườn dâu ở Hậu Giang cũng đang được mở cửa để làm du lịch. Với tuổi đời hàng chục năm, bình quân mỗi cây dâu cho ra từ 100 đến 200 kg trái. Vườn có hai loại, dâu da đất màu vàng xanh và dâu hạ châu, trải dài thành từng hàng dọc hai bên con đường dài và rộng, khiến khách tham quan có cảm giác như không có lối ra. Nhà vườn còn trang bị nhiều võng bắc ngang hay gốc dâu để du khách có thể nghỉ ngơi, tránh nắng dưới bóng mát cây xanh và cảm nhận nhịp sống chậm rãi vùng quê. Do bạn bè em giới thiệu em tới đây, em cũng đi được 2-3 lần rồi. Lần này là lần thứ 3. Dạ, thấy ở đây có nhiều cây xanh tươi mát với lại có nhiều cây dâu ngọt ngay nữa. Dạ, chủ yếu là em rủ bạn bè vô đây để ăn uống với lại vui chơi với lại hái dâu ăn. Tỉnh Hậu Giang á, cho học về cái lớp làm nghiệp vụ về bên mà du lịch á. Nói chung là
năm nào cũng được đi học hết, cho nên là nói chung là cho được đi tham quan rất là nhiều nơi, cho nên mình học hỏi kinh nghiệm được rất là nhiều để mình về mình phát triển cho cái vườn dâu nhà mình. Anh nghĩ là cái mô hình này là mình có thể phát triển thành cái làng nghề du lịch cũng được. Có nghĩa là tại vì bây giờ á, những cái nơi mà gần gũi với thiên nhiên như vậy rất là ít, cho nên là để mà có một cái điểm đến mà cuối tuần ngày nghỉ cho các cháu mà nó vui chơi á, là người ta lựa chọn rất là nhiều, đến đây rất là nhiều. Hậu Giang đã tập trung đầu tư và hình thành nhiều điểm du lịch để du khách trải nghiệm tại vùng sông nước miệt vườn. Đặc biệt, không chỉ đến để dã ngoại cùng bạn bè, người thân, nơi đây còn là mảnh đất với nhiều ẩm thực từ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp của tỉnh. Đây cũng là yếu tố tạo nên thương hiệu du lịch để góp phần giữ chân du khách mỗi khi ghé thăm Hậu Giang. Những ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Nóng 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi chương trình. Bản tin này sẽ quay lại vào ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất. Còn bây giờ, Như Nguyễn và Xuân Nghĩa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.